Theo dân Hap, ngày 27 tháng 5, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cam kết tiếp tục thực hiện các nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên và đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Trong tuyên bố chung được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng những người đồng cấp Park Jin Hàn Quốc và Yoshimasa Hayashi Nhật Bản bày tỏ lấy làm tiếc khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không nhất trí được về một nghị quyết mới đối với Triều Tiên. Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, từ đầu năm 2022 đến nay, Triều Tiên đã thực hiện 17 lần thử tên lửa. Lần thử gần nhất diễn ra ngày 24 tháng 5 với 3 tên lửa đạn đạo. Trong đó có một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Triều Tiên đã thử ít nhất 6 ICBM từ đầu năm đến nay. Các ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ trích các vụ phóng của Triều Tiên gần đây và cam kết tăng cường phối hợp ba bên để tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và triển khai đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an. Ba nước đồng minh sẵn sàng gặp Triều Tiên mà không kèm điều kiện tiên quyết và cam kết theo đuổi đối thoại nghiêm túc với Bình Nhưỡng. Trước đó ngày 26 tháng 5, Trung Quốc và Nga đã phủ quyết một nghị quyết do Mỹ đề xuất bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Triều Tiên. Tuy nhiên ngay sau đó hôm qua ngày 27 tháng 5, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, trong đó có một công ty của Triều Tiên, một công dân Triều Tiên và hai ngân hàng Nga. Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ lệnh trừng phạt mới của nước này nhằm vào tập đoàn thương mại Air Corio cùng ngân hàng Viễn Đông và ngân hàng Sputnik của Nga. Theo Bộ Tài chính Mỹ, những thực thể này đã hỗ trợ tài chính cho việc mua sắm và tạo doanh thu cho các tổ chức của Triều Tiên.